Quý vị đang lắng nghe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị thân mến, kế hoạch bán hàng được xem như một tài liệu mang tính chiến lược giúp doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu và thực hiện các bước bán hàng một cách hiệu quả. Kế hoạch bán hàng cũng giống như bức tranh về doanh thu mà bạn cần đạt được trong năm tới, mối quan tâm của thị trường, đối tượng khách hàng mà bạn sẽ hướng tới là ai. Tất cả sẽ nằm trong kế hoạch với một mục tiêu cụ thể. Vậy thì ngay bây giờ, Trường Doanh Nhân HBR xin gửi tới quý vị bài học mang tên 8 bước lập kế hoạch bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp. Bước 1. Xác định mục tiêu theo quy tắc SMART trước khi bắt tay vào lập kế hoạch bán hàng. Trong phần này, bạn sẽ xác định mục tiêu bạn muốn đạt được trong khoảng thời gian tới là gì? 6 tháng, 1 năm hay 5 năm? Khi một mục tiêu càng cụ thể và có thể đo lường được, nó có nhiều khả năng đạt được hơn. Hãy xác định mục tiêu của bạn theo quy tắc SMART sau đây. S. Specific. Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. M. Measurable. Đo đếm được. A. Achievable. Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình. R. Realistic. Thực tế, không viển vông. T. Time bound. Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra. Bước 2. Tập trung vào khách hàng. Hồ sơ khách hàng. Bạn có thể xác định chân dung khách hàng thông qua các yếu tố nhân khẩu học, địa lý và hành vi của họ trên Internet. Sau đó phân loại khách hàng theo nhóm khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn theo các nhóm dựa trên các đặc điểm tương đồng. Bạn có thể chia thành 4 nhóm. Khách hàng trung thành, khách hàng có tiềm năng lớn, khách hàng có giá trị nhỏ, khách hàng tiêu cực, để tiện cho việc khai thác và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Hồ sơ tổ chức. Nếu khách hàng của bạn là một doanh nghiệp, bạn cần nhắm mục tiêu cụ thể hơn theo những tiêu chí như quy mô công ty theo doanh thu hàng năm, quy mô công ty theo số lượng nhân viên, các ngành có liên quan như dịch vụ chuyên nghiệp, dịch vụ kinh doanh. 3. Nghiên cứu thị trường và khách hàng mục tiêu. Ở bước này, bạn cần xác định thị trường mục tiêu của mình, cũng như những đối thủ cạnh tranh trong ngành. Ai sẽ là khách hàng tiềm năng của bạn? Bạn nên kinh doanh ở đâu? Đối thủ của bạn là ai? 4. Phân tích theo mô hình SWOT. Phân tích theo mô hình SWOT sẽ giúp bạn xác định được điểm mạnh, điểm yếu của công ty, cũng như những cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt. Bước thứ 5. Lập kế hoạch marketing. Dù cho sản phẩm và dịch vụ của bạn tốt đến mức nào đi nữa, nhưng sẽ là vô ích nếu như không ai biết đến doanh nghiệp của bạn. Làm sao để lôi kéo khách hàng và giữ khách hàng khi đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn? Làm thế nào để khách hàng biết sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp? Nên sử dụng chiến lược marketing nào cho phù hợp? 3 nguyên tắc cơ bản trước khi lập một kế hoạch marketing là Segment, phân loại khách hàng. Target, chọn khách hàng mục tiêu. Position, định vị thương hiệu của bạn trong tâm trí khách hàng. Khách hàng phải là điểm xuất phát, đồng thời là điểm chốt cuối cùng của mọi hoạt động marketing. Bước 7. Lập kế hoạch thực hiện. Ở bước này, bạn sẽ phải liệt kê chi tiết các khâu và các bước thực hiện kế hoạch thông qua các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Các vấn đề liên quan đến nhân sự, thiết bị, quy trình cần có cơ chế kiểm soát nhân sự và quy trình vận hành công việc kinh doanh để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, bạn cần đặt ra những ưu tiên và thời hạn cho mỗi công việc. Bước 8. Ngân sách hay vốn. Ở phần này, bạn sẽ phải dự tính chi phí đầu tư ở từng khâu chiến dịch sao cho phù hợp để vừa triển khai kế hoạch một cách hiệu quả và vừa nằm trong khả năng hay ngân sách của doanh nghiệp. Hãy liệt kê ra tất cả các đầu mục chi tiêu cần thiết để bắt đầu kinh doanh càng chi tiết càng tốt. Khi dự toán được khoản chi tiêu ban đầu, bạn có thể dễ dàng tính toán được số vốn cần có, dự tính được lợi nhuận thu được. Quý vị vừa lắng nghe bài học mang tên 8 bước lập kế hoạch bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp B2C. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học tiếp theo của Trường Doanh Nhân HBR.